thật sự thì nếu như mà Trang Nemo đến xin lỗi và mình cư xử một cách lịch sự thì đã không có cái cuộc ra tòa mà đấu tố nhau như ngày hôm nay, nhưng mà chưa bao giờ có một sự thiện chí nào hết mà lại còn rất là thiện Khánh rất là nhiều lần trên mạng xã hội livestream rồi hát mình phải dùng khẩu trang rồi đặt tên con là Lễ Khánh Yến đủ thứ hết, chưa hề có một sự thành tâm nào hết. Cho nên là Khánh nghĩ đến ngày hôm nay ra tòa thì cái đó là cái giá mà mình phải trả thôi. Trang Nemo cà khịa sẽ đặt tên con là Lễ Khánh nên chị Khánh quyết kiện tới cùng. Vừa qua, vụ kiện xô xát của Trang Nemo và Trần My là chủ đề nóng nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. Theo đó, dù sự việc đã kết thúc vào chiều ngày 16 tháng 6, khi Tòa án Nhân dân quận 1 tuyên mức án 9 tháng tù cho Trang Nemo, nhưng loạt động thái sau đó của đôi bên vẫn thu hút nhiều sự tương tác trên mạng xã hội. Cụ thể, mới đây nhất bị hại trong vụ xô xát Trang Nemo, chị Phạm Lệ Khanh tiết lộ lý do thật sự khiến cô khởi kiện Hot Girl Livestream, thậm chí quyết theo tới cùng vụ án. Chị Khanh giải bày: nếu như mà Trang Nemo đến xin lỗi và cư xử một cách lịch sự thì đã không có cái cuộc ra tòa mà đấu tố nhau như ngày hôm nay. Nhưng mà chưa bao giờ có một sự tiện chí nào hết mà lại còn rất là khị khanh rất là nhiều lần trên mạng xã hội, trên livestream hát họ, mình phải giật khẩu trang, rồi đặt tên con là Lệ Khanh, rồi đủ thứ hết, chưa hề có một sự thành tâm nào hết. Cho nên Khanh nghĩ đến ngày hôm nay ra tòa thì cái đó là cái giá Trang Nemo phải trả. Nói về bản án với Trang Nemo, chị Phạm Lệ Khanh cũng nói thêm: nói chung là Khanh đã chờ đợi rất lâu, đến tòa hôm rồi rất hy vọng và đặt niềm tin trước hội đồng xét xử. Nghe hội đồng xét xử tuyên án cuối cùng mình rất vui, thật sự thấy sự chờ đợi bao lâu của mình rất xứng đáng. Em rất hài lòng với bản án này, rất tin vào pháp luật Việt Nam xử đúng người đúng tội, bị hại cho biết. Được biết là người có quyền lợi nghĩa vụ trong vụ án của chị Phạm Lệ Khanh cho biết, nhiều lần đến tham dự phiên tòa để chờ phán quyết cuối cùng từ hội đồng xét xử. Kết thúc phiên tòa, Trang Nemo bị tuyên án lệnh 9 tháng tù vì hành vi gây rối trật tự công cộng. Đối với đề nghị của chị Phạm Lệ Khanh về việc xử lý các bị cáo thêm tội cố ý gây thương tích, viện kiểm sát cho rằng không có căn cứ, nên yêu cầu hội đồng xét xử không chấp nhận. Kết thúc vụ kiện, bị hại Phạm Lệ Khanh toàn thắng rực rỡ, Trang Nemo mất cả tiếng lẫn miếng. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức gây xôn xao dư luận trong cuộc sống nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.